chào các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang ở nhà văn hóa ở quê mình các bạn ạ. Và hôm nay thì ở đây sẽ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Buổi sáng hôm nay bà con đã tập trung ở đây để làm công tác chuẩn bị rồi. Thì mình xin mời các bạn theo dõi hết cái video của mình để xem là ngày Tết toàn dân tộc của quê mình xem có gì đặc biệt, có gì hay không các bạn nhé. Xin mời các bạn. Nay được đi mổ lợn đại đoàn kết à? Làm bớp thôi. Đồng chí Hòa đang chuẩn bị dao để mổ lợn các bạn. Thế, miệng to thế mình rót vào. Cái đấy thái để chiều chứ chú Thắng. Thì nướng để chiều. Còn cái này là các chú sẽ ăn buổi trưa đây. Hôm nay buổi trưa ban tổ chức cho ăn ít nhỉ? Mười mấy cân? Năm cân rưỡi. Năm cân rưỡi à? Mấy cân? Khoảng to, còn khoảng 2-3 cân. Là món buổi trưa để ăn các bạn ạ. Lại gỏi. Thịt lợn nộm củ nâu. Buổi trưa nay thì các chú mổ lợn sẽ có 3 mâm các bạn ạ. Chân giò. À, chân giò. Củ nâu này nghe bon thế nhỉ? Cảm giác sướng nhỉ? Qua cáo 8 củ trên với hòa giám lấy ấy. À, qua lại lên trên đấy à? Cáo 8 củ đấy. Có hai loại đấy. Có loại hai trắng với loại loại này, nó mới là loại này. Nếp thì xẻ sao? Củ nâu này hôm qua đồng chí Hòa vừa mới cõng về các bạn ạ. Bán xăm lỗ quá. Không làm 3 mâm, có là 4 mâm. Để biết đảng viên có về không? Đây là nhân tiết canh các bạn nhé. Hòa đang băm thôi. Hoài cái này chắc là băm vừa tầm thôi, toàn sụn mà. Hả? Băm vừa thôi, có răng mà sụn. Này nóng phanh áo ác chiến nhỉ. Khoe ngực 6 múi à? Các bạn biết cây này cây gì không? Chính là cây sổ đây này. Cây quả sổ đấy. Và cây này không có quả. Gốc sổ mà trong một số anh em đi rừng hay ăn sử dụng để nấu canh quả sổ đấy, nó có nó quả nó mùi chua, quả nó vị chua chua các bạn ạ. Cho anh xem nhá. Ừ, em cho anh xem đi. Đây. À, đây là món đầu bếp. Em làm luôn chứ? Không, không phải em đâu, ai chặt cái món xương này nghĩa là to khủng lồ luôn. Ui giời. Đây này. Không ai, em nói thật, chả ai dám góc mỗi mình em thôi. Đấy, em không biết là ai đây này. Nhưng mà cái này là để chiều ăn chứ đúng không? Chiều ăn à. Ờ các bạn ạ, cái này là các chị nấu để sẵn để chiều thôi. Để chuẩn bị buổi chiều thôi. Chiều nay bao nhiêu mâm em? Sao em không biết đâu. Anh tưởng em ban tổ chức. Thế là trưa nay 3 mâm là mình không được ăn cái món này đâu nhỉ, cô Quyết nhỉ? Để dành cho bà con ăn với chứ đúng không? Không, tí nữa thì chắc là sơ ra 1-2 bát à? Được rồi em ạ. Đây là sân khấu buổi chiều các bạn ạ. À, này thì nướng buổi trưa ăn này. Như là bác trưởng ban mặt trận đang chuẩn bị công tác để buổi chiều đón tiếp các đại biểu. Phải không ông? Đấy, hai cái hàng ghế này là hàng ghế cho đại biểu nhá. Còn dưới này thì cho bà con này. Mình vẫn phải chương trình, vẫn phải họp hành đã xong mới ăn uống như nhờ ông nhỉ? Thank you.
nhà người dân các bạn ạ, nên là rang bổ tiết canh ở đây luôn. Chiều nay thì nấu ở bên nhà văn hóa, phải không ạ? Chiều nay làm bên kia. Không chuẩn bị làm ăn sáng, ăn tạm. Cô Chính đúng không? Chính. Chàng chế ác nhờ, lợn này nhờ. Trật tự này. Cái này là cái miếng cái cân đấy nhỉ? Không, không đến đâu anh ạ. Con này nó chưa sinh sản đấy. Là bộ trễ nó non. Cái này là luộc buổi chiều. Cái này chắc tí nữa chưa thì anh em cũng kiểu làm một tí. Anh Hạnh, anh ngoái lưng bên dưới nè. Lót vào cái nền lá chuối nhìn nó đẹp chưa các bạn? Lưỡi này nhìn nó vẫn còn gọi là cái lớp... Cái này là cái thận này. Thận. Chưa ăn cái này gì hả? Chưa này đấy. Chưa này này. Quá ngon. Thế còn những cái gì ngon là anh em chưa? Chưa này mình ăn bánh ngăn rồi. Bánh ngăn đấy. Này bánh ngăn này. Lưỡi này, gan này, phổi này. Mấy ngăn nhá. Rồi chuyển đi anh. Tết đi làm từ sáng rồi. Là nóng nổi phết nhỉ, mà hơi mỏng nhỉ con này nhỉ. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Trứng cắt cơn nghe nó, mời anh em nhá. Rồi chiến đi, giòn không? Giòn. Rồi ok. Nhưng mà để tí nữa mình sang mâm mình mới chiến cho nó đồng đều đúng không? Test thử một tí cho các bạn khán giả các bác xem thôi. Bộ đấy. Đây, chuẩn. Bộ đấy thì đặc cấp rồi. Phải đi đặt lấy 2-3 bộ rồi. Nhờ. Lên núi mà chấm chẩm chéo các thứ ấy nhờ. Đây là bộ tiết canh chấm xong rồi các bạn. Chú Thắng là người Dao mà chú cũng hay ăn món gỏi nhỉ chú Thắng nhỉ? Cái gì chị ăn thì nó chưa mới... Bao nhiêu cân đấy chú Thắng nhỉ? Quên hỏi đấy. 97 cân à? To, gần tạ thịt. Gần 100 cân hơi. Chín chưa? Anh? Bây giờ... vớt cái này là cái ruột già. Nói chung là chiều nay mọi người sẽ được thêm phần thịt bò nữa, phải không anh Hùng? Thịt bò với có thịt gà không? Thịt gà thì chưa thấy có, trong trong danh gọi là thực đơn là không có đúng không? Đấy. Mỗi nơi một kha các bạn ạ, có điều kiện thì mọi người sẽ mổ ngựa, mổ trâu, mổ bò. Khu mình là khu đặc biệt khó khăn nên là chỉ tổ chức một thịt lợn thôi. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Rồi lợn già. Thấy chưa anh? Chưa. Vẫn còn thịt lợn nữa. Đấy. Chưa, chất lượng chưa? Rồi non các bạn là các anh là đúc rồi hết rồi. Thật ra bây giờ chỉ còn cái phần một ít gọi là chưa để nếm thôi. Chưa đủ 3 mâm thôi. Dã lại một lần cho nó mịn đúng không chú Thắng? Biết đánh bên kia hay đánh ở đây? Chả biết đây. À, như này chất lượng đúng không? Kiểu nông quá đã không đủ. Đúng rồi. Năm nào đấy thì gọi là trên xóm các bạn, trên khu tổ chức đại đoàn kết là đồng chí Hòa cũng là đầu bếp chính nha.
diềm gan. Ngon nhỉ chú Thắng nhỉ? Con lợn này có tiết chuẩy rồi, cái gì ấy đâu rồi Hùng ơi? Chế nó đâu? Chế dưới kia hả? Anh Hùng ơi, cái này là để chiều thôi đúng không? Vâng, cái này để chiều. À, tất ở đây là để chiều gì? À. Chú đang chuẩn bị chia cái này ra để thái buổi để dành buổi chiều các bạn ạ. Ngon chưa? Diềm gan. Diềm gan. Diềm gan này quán phở là hay cho để dùng để ăn phở đây nhà chú nhỉ? Ừ. Nạc. Nạc thịt quá nạc luôn. Chắc lắm. Cái này là hay cua đây này. Đúng rồi. Đây nhá, mâm của các cu đây nhá. Lúc đấy sáng tuần này em kia ra mâm luôn đấy nhá. Rồi. Luộc đơn giản thế mà, chín nhỉ chú nhỉ? Để dưới này hay là để trên đấy? Cái gì? Cá chuối đấy. Ở dưới cho em xếp mâm mà. Cho chuối hay cho vào lá hay? Cho vào mâm luôn đây này, mâm luôn đây này. Cho mẹ. Này nó còn phải liên quan đến giấm mẻ cơ. Thịt sống hoàn toàn các bạn ạ. Chỉ cần chúng ta cho củ nâu vào là thành món ăn này. Nhiều người lại chả thích ăn nạc mấy đâu chúng Thắng nhỉ? Chắc. Đau đấy nhá, đã lên tivi rồi đau đấy. Mình giống cái lạp sườn quá. Sao lại không lại hả? Chẳng biết được, nhưng mà cứ nói thế nhưng mà không biết được là... À, ông chém gió gì? Không phải, không biết vào lại lại câu. Chúng ta bạn đi ăn miếng chi cháy ra mắt là vui à? Được rồi, cái này cắt đi. Cắt để vào kia lúc mà đợi nó có nhiều rồi. Thiếu món ít gia vị nữa là chanh. Nếu mà thiếu ít lá chanh hạt dổi nữa thì ngon nhỉ. Đúng, hạt dổi thế nào cho không khó. Đánh mỗi mầm 2 bát các bạn ạ. Để cho ông anh chàng ăn nhỉ. Ăn được bố vậy ạ. Rồi ông anh ạ. Đây là quả thận các bạn nha. Thận với tim. Trong nốt quả này chú Thắng cho cái quả chết này đi xem nào. Cháu đợi mãi xem là... Đây, thêm lá chanh vào các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay ở đây thì các anh em làm nó thiếu mất hạt dổi, đâm ra là nó cũng... Ăn thì vẫn là ngon nhưng mà không được thơm. Đây là trễ các bạn ạ. Con lợn nó chưa sinh sản, đâm ra nó hơi nhỏ. Con là chú Thắng thái hơi nhỏ nhỉ? Cố ý à? Rồi cái này là mình ướp để buổi chiều đúng không? Ừ. Rồi, tiết canh đã xong các bạn nhé. Chuẩn bị ăn cơm các bạn ạ. 3 mâm cơm. Mâm nào mình ngồi thì mình mới để rau thơm. À, chưa có ớt mà. Đấy, các món ăn hôm nay đây các bạn này. Thịt luộc này, tiết canh này. Gỏi này, thịt nướng này. Đây là hai bát ruốc chuối. Đây. Xỉu sang bên đấy à? Anh Thắng ngồi bên đấy đi.
ăn đi. Đây chúng ta triển khai nhờ, cho mời ông nhá. À. Đây. Nè, em mời anh nhá. Gọi là nhớ ngày đoàn kết nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi, ngày đoàn kết đấy. Mời, nè, mời đi, mời anh em nhá, mời các bạn đi. Rồi lên đi, chúc mừng chú Thắng đi. Đúng rồi em nhá. Mời các chị bên đấy nhá. Bên bếp kiểm tra người nhá. Rồi, chào mời ông nhá. Mời anh em dùng thử món này đi, Thắng ơi. Ông ơi. À, thịt là... Đúng rồi. Nó xuống bây giờ. Con đầy người thì rồi. Ngoài đâu. Nhau ở chỗ chọc tiết rồi. Bây giờ sơ thám. Hai chọc cái tiết á. Công việc chuẩn bị cho chiều 18 tháng 1 thôi. Ăn buổi sáng, chiều ăn buổi chiều. Trong một phần chung lên chiều này thôi. Cố gắng để làm. Mấy giờ ạ? Một rưỡi. Bữa này tối nhanh. Thế tôi cả có cả lãnh đạo với em. 1, 2, 3, go! Mời mời, cảm ơn một chén nào. Vậy. Bà chiều nay mình nướng riêng mẻ hả bà? Chiều ơi. Sẵn rồi. Chúc khỏe anh nhá. Anh Nhắc ơi. Chúc khỏe chén nào. Cái này là sáng nay cả. Chiều đầu xuôi đuôi lọt nào. Nhưng mà cho hơi nhiều. Cái này nó bị có gì? Mì bột này nó bị có mà nó ướt rồi gì? À. Rượu này càng phết đấy anh ạ. Chúc khỏe nhá. Cảm ơn anh nhá. Hai mâm nói rồi. Mời anh em nhá. Lè lưới ra một tí đấy. Nèo. Có dầu có dầu xanh ăn sướng hẳn đấy không ạ nhỉ? Chiều chiều uống à? Rồi ok nhá. Chiều uống nhá. Có sao đâu, ok mà. Ok. Trưởng đoàn là chỗ xin nhá. Thank you.
như múa còn khóc các bạn ạ. À. Chương trình văn nghệ xong rồi các bạn nhá. Anh em bây giờ sẽ chuẩn bị cơm nước để ăn ăn tối. Đấy. Bây giờ là mọi người đang thái thịt làm gỏi, đồng chí Hòa đang thái thịt làm gỏi này. Còn anh em bên này thì đang nướng thịt. Xì xe luôn nhỉ. Đấy, thế nào là có cả lông này. Đang cho nó ăn đấy mà nó thấy chị phát nó chạy ra luôn. Chống gió. Lông này á. À. Lông chống nắng. Chống tiếng ồn ấy. Chống chống run. Này phải thịt trâu thì quá ngon nhỉ. Trâu đấy. Đấy thịt lợn. Thịt trâu đấy. Thế à. Nhưng mà cái non chuối là mình đi rừng mình ăn suốt rồi. Cái tông dưới nhà ấy có thì lấy thịt vừa vào nhá. Cái nọn chuối nấu xương các bạn nhé. Ai biết được rồi mới thấy mang đây ấy. À, thịt bò các bạn ạ. Chính ra là phần ba chỉ thôi, không phải ăn tính mông đâu. Ba chỉ thôi nhỉ, không nhỉ? Tính mỗi lợn, gọi lại thừa tiền. Thừa tiền này cho anh em cho thêm một đĩa thịt bò nữa. À, anh em bây giờ đang chuẩn bị thái thịt luộc các bạn nhé. Đây gì, rau cái gì? Ê, trước bên lồng sang à? Có em chuẩn không biết đâu. Chú bì con dao lúc sáng, hai con lúc sáng luộc có vẻ chín quá nhỉ, chịu nhỉ. À, Linh nhỉ, chín quá, nát hết cái bì nát. Để sau này để đâu ấy, thôi đổ hết cái kia để lấy cái. Em chưa đoán là vào đấy rồi, bảo mai điểm để biết có về. Cái này cho vào gỏi nhá. Đâu, cho lụm nâu quá. À, lụm nâu, lụm nâu gỏi á. Cho tất đây. Cái này cũng lụm nâu. Anh em làm miếng thịt bò đi. Thử làm miếng thế nào, muối mì thế nào. Thử muối mì thế nào. Bà, ơ anh này thái đẹp ghê. Nó lên anh em ạ. Anh em nhá. Mỗi tuổi không có bịa nhỉ. Có đâu bịa đâu là. Không có bịa. Chuồng. Bịa ở đâu ấy. À, dưới chuồng à. Rồi vẫn đang đường con. Cái bốc dưới là cũng là mổ lợn rồi. Mọi người đang đánh cỗ các bạn ạ. Hơi dai phải không? Đấy, ngoài thịt lợn các bạn ạ. Anh em sẽ còn thêm một ít thịt bò nữa. Mà đồng chí Sửu bảo là dai, dai lắm đúng không? Hay là có lẽ là con dao nó cùn. Ừ, dao cùn đấy. Dao nó mỏng mỏng. Có vẻ thích cái món làm cái món thịt bò xào này nhỉ? Đam mê của chị. Tại vì là hội nghị nào em cũng thấy. Đây là thịt bò xào nha, nốt món này là mọi người sẽ ăn cơm nhá. Quay từ nhiều thế. Chiều quay được. Bây giờ là chuẩn bị ăn cơm nha các bạn nhá. Chị lại đổ chép cái đấy thôi, chị lại lấy cái này để canh cho. Xỉu đang làm món gì đấy? Chiều phim đấy à? À, giúp chuối. Chẳng mưa thịt luộc được đúng không? Được. Đây phải có nước canh mơ cho đấy chứ nhỉ? Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tổ chức ngày hội đại đoàn kết, chúng ta mời đến tất cả các cô giáo, thầy giáo và các đoàn thể trong ở trong khu, các vị đại biểu cũng như là toàn thể nhân dân không bớt chút thời gian để đến dự với đại hội chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và mời các vị đại biểu chúng ta cùng các nhân dân ăn bữa cơm đoàn kết để cố gắng chúng tôi sau này sẽ thực hiện các nghị quyết của đảng. Tôi nhờ sự lãnh đạo của cấp trên tôi sẽ thành công hơn. Xin chân thành cảm ơn. Rồi mời anh em đi. Anh. Rồi lên đi anh, lên đi anh. Đây Duy đây. Rồi lên lên. Chúc mừng năm mới, năm cũ sắp đến năm mới à. Chúc khỏe nha anh, chúc một hết chưa hết một năm nhỉ anh nhỉ. Mời em ơi. Mời em nhá. Cứ đều đều này là được. Rồi chúc khỏe nhá. Hôm nào là đều đều là đi rồi. Okay. Năm nào gặp nhau là mừng. Mời em nhá. Là gì à? Đen. Cảm ơn anh nha. Ok anh Thắng. Ok anh Thắng. Tí nữa lại làm sao nhá. Anh ơi. Chờ muối mì đi em. Đây mà mình bây giờ chuẩn bị cái kê để ăn đây. Uống hết đi anh nhỉ? Hết. Thành công, đại thành công. Uống. Say rồi đấy, 5-6 trận lần rô nữa là anh em mình đi nhỉ xỉu nhỉ? Đây là chị Hoàng ngồi mâm bên kia các bạn ạ. Yeah. Gà trống nuôi con nó khổ đấy.